Rồi mến chào mấy anh mấy chị nha. Đấy, cùng các bạn. Thì khi mà các bạn gặp được cái video này thì cũng xin cảm ơn trước dạ. Xin cảm ơn trước nha. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em mình và cùng những anh chị em đam mê về Zippo bật lửa dạ. Những mặt hàng sưu tầm. Đây là những mặt hàng sưu tầm do những cái người thợ mà lành nghề ở trên Việt Nam mình ta làm đó mấy anh mấy chị. Thì trong hàng tuần thì kênh của em cũng có tổ chức ra một hai cái event gọi là để giao lưu cùng học hỏi để trao đổi thêm kinh nghiệm và kiến thức để ngày càng hoàn thiện thêm một chiếc bật lửa do anh em Việt Nam mình cùng nhau để phát triển những cái môn này để cho ngày càng có những cái chiếc bật lửa ra đời, những chiếc bật lửa khi còn là đẹp hơn do chính tay những cái nghệ nhân Việt Nam mình làm. Hy vọng là cái video này sẽ làm cho mấy anh chị vui. Đấy. Xin nhờ mấy anh chị chia sẻ những cái video này để nhiều anh chị em đam mê về bật lửa vào để có cơ hội giao lưu và học hỏi để hoàn thiện, để chỉnh sửa những chiếc bật lửa của nhà mình hoặc là người nào chưa thì sẽ tìm những chiếc bật lửa để về để sưu tầm. Hướng tới 1.000 người đầu tiên nha. Đây, kênh em đang chuẩn bị hướng tới 1.000 người đầu tiên. Em sẽ làm một cái event lớn để gửi tặng những phần quà gửi đến các bạn. Đừng quên là đăng ký nha. Cảm ơn hết mấy anh mấy chị. Đấy, nếu mấy anh mấy chị mà thích thì cứ cho em xin một lượt đăng ký để em ra nhiều cái video hay để gửi đến mấy anh mấy chị em mình cùng đam mê với nhau. Rồi xin cảm ơn hết toàn thể mấy anh mấy chị nha. Hẹn mấy anh chị em mình vào một cái video tới. Cái nút đăng ký nằm ở dưới thì anh chị em xin hãy đăng ký ủng hộ kênh. Rồi cảm ơn hết toàn thể anh chị em nha. Hẹn gặp lại ạ.